contrary, doing it different. Yeah. Có những ngày buồn, tự ngồi một mình suy nghĩ mà lại hay. Chào người anh em, người chi kỷ, hôm nay tôi buồn ngồi lại đây. Tôi kể anh nghe về sự đời, về cái nơi tôi từng sống, về những người anh, những người em chưa từng làm tôi phải phiền lòng. Họ ở bên tôi khi tôi buồn, rót cạn chén rượu nồng cây. Họ nói tôi nghe điều họ từng trải, chẳng cần suy nghĩ chuyện ngày mai. Họ giúp tôi say, giúp tôi chuốc bỏ đi phiền lo cuộc đời này. Chẳng còn điều gì là quan trọng nhất khi mà họ vẫn còn ngồi đây. Có người nằm xuống, người quay đi, người vấn thân vào tội ác, người buồn cuộc sống nhắm mắt xuôi tai vì bản chất đời là bội bạc. Người vội thay đổi vì đồng tiền, người trong cơn phê buông lời ác, người chấp nhận vứt đi cả tương lai, chìm trong u mê vì đời nhạt. Có người mang đến là sự thật thà, để rồi mang trong mình dối trá từ một người khác nhằm tưởng thân. Thân ai nấy lo thôi mà, một lần nhìn lại xem được gì sau những ngày đã trôi qua. Họ chỉ cần anh khi tiền anh có, để rồi một ngày cũng phôi pha. Bản chất đời là thế, là thế. Sao thoát khỏi vòng xoay, vòng xoay. Đời vẫn cứ xoay vòng, đến khi nào mới hiểu hết được lòng ai. Lòng ai. Họ đến rồi đi, mến làm chi làm cho ta thêm phiền phức. Cứ sống hết hôm nay đi mà kệ ngày mai, vì chỉ khi có tiền mới làm nên quyền lực, quyền lực. Bản chất đời là thế, là thế. Sao thoát khỏi vòng xoay, vòng xoay. Đời vẫn cứ xoay vòng, đến khi nào mới hiểu hết được lòng ai. Lòng ai. Họ đến rồi đi, mến làm chi làm cho ta thêm phiền phức. Cứ sống hết hôm nay đi mà kệ ngày mai, vì chỉ khi có tiền mới làm nên quyền lực, quyền lực. Tao đã rời xa xã hội ngoài kia cũng được vài năm, không muốn vướng vào vòng vây lao lý vì những sai lầm. Những câu chuyện tao đã từng trải, những thằng bạn giờ đã đi xa, những anh em giờ còn ở lại. Thằng chơi với đá, thằng chơi với ma. Tao không sợ một ngày nào đó phải đi đầu vụ khi chuyện của mày. Tao không sợ mày bỏ tao lại, nếu vô đường cùng mày phải bỏ chạy. Tao không sợ kẻ địch quá đông, chỉ sợ mày quá ngông và dại. Tao chỉ sợ ngày tao nằm đó, thằng đứng cạnh tao không phải là mày. Vì cuộc đời vốn vĩ là vậy, ai có đoán trước được gì đâu. Nghĩa anh em hôm qua còn đó, giờ có trở mặt thì làm gì nhau. Tao cảm ơn vì ngay lúc này mày không để tao phải cô độc sống. Cho tao biết rằng sẽ không sao nếu như vào việc anh em một lòng. Anh em một lòng thì ta cạn biển đông. Nếu như một mai không còn chung lối thì cũng đừng quên tao từng sống hết mình vì mày. Vì tất cả, vì những người bạn, những người anh, vì những người em, những người chi kỷ kề vai cho tao thêm sức mạnh. Bản chất đời là thế, là thế. Sao thoát khỏi vòng xoay, vòng xoay. Đời vẫn cứ xoay vòng, đến khi nào mới hiểu hết được lòng ai. Lòng ai. Họ đến rồi đi, mến làm chi làm cho ta thêm phiền phức. Cứ sống hết hôm nay đi mà kệ ngày mai, vì chỉ khi có tiền mới làm nên quyền lực, quyền lực. Bản chất đời là thế, là thế. Sao thoát khỏi vòng xoay, vòng xoay. Đời vẫn cứ xoay vòng, đến khi nào mới hiểu hết được lòng ai. Lòng ai. Họ đến rồi đi, mến làm chi làm cho ta thêm phiền phức. Cứ sống hết hôm nay đi mà kệ ngày mai, vì chỉ khi có tiền mới làm nên quyền lực, quyền lực.